Xin chào toàn thể quý anh chị, quý bà con. Vâng, trước mắt bà con đó là hai mẫu cẩu xoay 360 độ nhé. Đây, bên em thì là đơn vị chuyên nhập khẩu này, cung cấp bán buôn bán lẻ cẩu xoay loại 500 kg, loại 1 tấn nhé. Vâng, đấy, quay thì rất đơn giản này. Đây, con quay cho các bác xem nhé. Đấy, các em bé tầm 9-10 tuổi cũng có thể xoay được nhé. Vâng, rất nhẹ nhàng này. Trên cẩu đây là loại cẩu 500 kg. Đấy, khi bà con không xoay thì bà con sẽ khóa nhé. Đây ạ, nút khóa đây ạ. Đấy, bà con sẽ khóa chặt này. Đây, con bật lên xuống cho các bác xem nào. Đấy, đây là... Con lên nữa đi, lên nữa đi. Rồi, ok. Đấy, đây là em đang test thử một chiếc cẩu loại 500 cân nhé. Mã thời điện, vâng, PA800. Đấy, nực lưng là được 800 kg. Đấy, bà con ai có nhu cầu về cẩu xoay nhé. Đây là mẫu... 500 kg. Đấy, cần dài ra là được 1,5 m nhé. Chiều cao từ mặt đất lên cũng được 1,5 m nhé. Loại 1 tấn cũng vậy ạ. Chiều cao là 1,5 m, chiều ngang là 1,5 m nhé. Đây, có 3 chốt để bà con có thể là ra cần này. Đấy, hàng loại 1 tấn thì ống của nó là 110 nhé. Và đây em đang nắp thử mẫu tời điện ắc quy nhé. Đấy, bà con điều khiển rất đơn giản này. Đấy, rất nhẹ nhàng luôn. Vâng, xoay cũng vậy ạ. Con mở xuống, đây mở ngược lại đấy. Rồi con xoay đi, con xoay cho các bác xem này. Đấy, xoay được 360 độ nhá, xoay vòng tròn luôn. Rất nhẹ nhàng luôn. Vâng. Do cấu trúc thiết kế là hai bộ nhông bi hãm, bi to nhá. Cho nên là hàng quay chịu lực rất tốt. Vâng. Đấy, mẫu 500 kg và mẫu 1 tấn nhá. Ngoài ra thì bên em làm đơn vị chuyên nhập khẩu này, cung cấp bán buôn bán lẻ các loại ba lăng xích. Vâng. Ba lăng xích loại 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn nhé. Thương hiệu Vista. Và xích mạ kẽm sáng bóng, bảo hành 1 năm cho tất cả các sản phẩm. Các mẫu tời điện ắc quy nhé. Đấy, loại 12V, 24V. Chuyên dùng để lắp vào cẩu xoay này, cứu hộ ô tô nhé, đa chức năng luôn. Mẫu tời quay tay. Và tời quay tay tời tự hãm này. Đấy, tời điện loại 220V nhé. Đầy đủ các mã và tải trọng khác nhau nhé. Quý anh chị, quý bà con ai có nhu cầu về tời điện, tời ắc quy, tời quay tay, đấy, liên hệ trực tiếp đến tổng kho thiết bị Hồng Phúc ạ, có địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn và mong được hợp tác cùng quý anh chị, quý bà con. Xin chào ạ. Xin chào toàn thể quý anh chị, quý bà con. Vâng, trước mắt bà con đó là hai mẫu cẩu xoay 360 độ nhé. Đây, bên em thì là đơn vị chuyên nhập khẩu này, cung cấp bán buôn bán lẻ cẩu xoay loại 500 kg, loại 1 tấn nhé. Vâng, đấy, quay thì rất đơn giản này. Đây, con quay cho các bác xem nhé. Đấy, các em bé tầm 9-10 tuổi cũng có thể xoay được nhé. Vâng, rất nhẹ nhàng này. Trên cẩu đây là loại cẩu 500 kg. Đấy, khi bà con không xoay thì bà con sẽ khóa nhé. Đây ạ, nút khóa đây ạ. Đấy, bà con sẽ khóa chặt này. Đây, con bật lên xuống cho các bác xem nào. Đấy, đây là... Con lên nữa đi, lên nữa đi. Rồi, ok. Đấy, đây là em đang test thử một chiếc cẩu loại 500 cân nhé. Mã thời điện, vâng, PA800. Đấy, nực lưng là được 800 kg. Đấy, bà con ai có nhu cầu về cẩu xoay nhé. Đây là mẫu 500 kg. Đấy, cần dài ra là được 1,5 m nhé. Chiều cao từ mặt đất lên cũng được 1,5 m nhé. Loại 1 tấn cũng vậy ạ. Chiều cao là 1,5 m, chiều ngang là 1,5 m nhé. Đây, có 3 chốt để bà con có thể là ra cần này. Đấy, hàng loại 1 tấn thì ống của nó là 110 nhé. Và đây em đang nắp thử mẫu tời điện ắc quy nhé. Đấy, bà con điều khiển rất đơn giản này. Đấy, rất nhẹ nhàng luôn. Vâng, xoay cũng vậy ạ. Con mở xuống, đây mở ngược lại đấy. Rồi con xoay đi, con xoay cho các bác xem này. Đấy, xoay được 360 độ nhé, xoay vòng tròn luôn. Rất nhẹ nhàng luôn. Vâng. Do cấu trúc thiết kế là hai bộ nhông bi hãm, bi to nhé, cho nên là hàng quay chịu lực rất tốt. Vâng, đấy, mẫu 500 kg và mẫu 1 tấn nhé. Ngoài ra thì bên em làm đơn vị chuyên nhập khẩu này, cung cấp bán buôn bán lẻ các loại ba lăng xích. Vâng, ba lăng xích loại 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn nhé. Thương hiệu Vista. Và xích mạ kẽm sáng bóng, bảo hành 1 năm cho tất cả các sản phẩm. Các mẫu tời điện ắc quy nhé. Đấy, loại 12V, 24V. Chuyên dùng để lắp vào cẩu xoay này, cứu hộ ô tô nhé, đa chức năng luôn. Mẫu tời quay tay. Vâng, tời quay tay tời tự hãm này.
Đấy, tới điện lại 220V nhá, đầy đủ các mã và tải trọng khác nhau nhá. Quý anh chị, quý bà con ai có nhu cầu về tời điện, tời ắc quy, tời quay tay, đấy, liên hệ trực tiếp đến tổng kho thiết bị Hồng Phúc ạ, có địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn và mong được hợp tác cùng quý anh chị, quý bà con. Xin chào ạ.